Kính thưa quý khán giả SBTN, hôm nay chương trình văn học nghệ thuật trang trọng giới thiệu đến quý khán giả hai vị khách thuộc giới hội họa, nữ họa sĩ Thanh Trí đến từ Sacramento và một bằng hữu của chúng tôi và một chiến hữu nữa là họa sĩ Hoàng Vinh. Thì cả hai vị họa sĩ thân hữu của chúng tôi đều xuất thân từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, ngôi trường đã đào tạo nên nhiều thế hệ họa sĩ tài hoa cho miền Nam. Cho nên, dẫu chỉ trong 20 năm từ 1954 đến 1975, vùng lãnh thổ phía Nam vị tuyến 17, quốc gia có danh vị là Việt Nam Cộng Hòa đã thành hình một nền văn hóa riêng biệt, phong phú, khác lạ và vượt trội hơn hẳn cái gọi là nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Và hôm nay sau 32 năm mất Việt Nam, cái sự kiện này càng được thực chứng bởi khả năng của những người làm văn học nghệ thuật. Giới họa sĩ xuất thân từ trường mỹ thuật Sài Gòn, Huế đã là một chứng nhận cụ thể so với những người cùng ngành tốt nghiệp từ Hà Nội. Vâng, chúng tôi không có chủ quan. Cho nên để dẫn chứng câu chuyện này, chúng tôi mời nữ họa sĩ Thanh Trí trình bày tổng quát về lịch sử của ngôi trường mà chị đã là sinh viên khóa đầu tiên. Xin mời chị. Dạ, xin kính chào khán thính giả đài SBTN. Thanh Trí xin nói về sơ lược về cái tiểu sử của trường Cao đẳng Mỹ thuật mà Thanh Trí là xuất thân từ trường đó và đã tốt nghiệp khóa 1 năm 1961. Và trường Huế thì đến năm 1957 mới có viện đại học, và sau đó thì có những cái trường, những cái phân khoa thuộc viện đại học tiếp tục mở, và trong đó có trường Cao đẳng Mỹ thuật. Đó cũng như là một cái giấc mơ lớn cho những người yêu nghệ thuật như Thanh Trí. Và trường mỹ thuật được xây cất bên bờ bến ngự năm 1957. 3 năm đầu trường thuộc về viện đại học Huế, và viện trưởng là linh mục Cao Văn Luận, và ban giám đốc là thầy họa sĩ Tôn Thất Đào, phó giám đốc là họa sĩ Lê Yên. Hai thầy cùng tốt nghiệp từ trường mỹ thuật Đông Dương Hà Nội, và giám học là thầy Trần Văn Trinh, và các ban giảng huấn là các thầy dạy thì cũng là thầy họa sĩ Tôn Thất Đào, họa sĩ Lê Yên, họa sĩ nhà điêu khắc là Trương Đình Ý, và thầy Phan Xuân Sánh đã tốt nghiệp từ trường mỹ thuật ở Pháp về, và thầy Thiêm Quốc Huấn thì tốt nghiệp từ trường Bắc Kinh. Và ngoài ra thì còn rất nhiều quý thầy khác ở viện đại học sang dạy, như là những nhà văn, những bác sĩ, kỹ sư đã đến dạy những cái môn như là môn lịch sử mỹ thuật, môn thẩm mỹ học, môn trang trí, kiến trúc, lịch sử mỹ thuật Đông Phương và Tây Phương. Dạ. Dạ. Thế thì thưa chị, vừa rồi chị nói là có bác sĩ dạy, như vậy chắc dạy về, dạ, về cơ, dạ, thể học, dạ, anh chị? Dạ, cơ thể học, dạ, dạ, gọi là nhân hình học. À, dạ, dạ, vâng. Dạ. Thế thưa chị, tôi trên giấy tờ là người Huế, dạ, mà lâu lắm rồi, gần cả mấy mươi năm này không, dạ, nghe tiếng Huế. Dạ. Thành từ hôm nay mới nghe chị nói tiếng Huế là, dạ, hình dung cả tất cả cái sông nước, cái khung cảnh của thời thơ ấu với tất cả cái sự dịu dàng và đẹp đẽ nhất của những cái ngày mà trước những năm 60. Yeah. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ chúng ta lại bắt đầu vào công việc. Yeah. Thì trong cái câu hỏi số 1 đó, là chị nói như vậy thì quá đầy đủ. Như vậy, yeah, là 3 năm đầu là thuộc về viện đại học, yeah, là của cha Cao Văn Luận. Yeah. Là lúc đó viện đại học Huế, yeah, rồi phát triển rồi trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế nằm trong viện đại học. Yeah. Nhưng mà sau đó thì 3 năm sau thì thuộc, yeah, về đâu chị? Dạ thưa, đến 3 năm sau thì trường thuộc về nhà mỹ thuật Phụ Quốc Vụ Khanh. Dạ, Phụ Quốc Vụ Khanh, dạ, đặc trách văn hóa. Dạ, vâng. Cũng giống như trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn. À, dạ, dạ, vâng. Thế bây giờ cái mục đích là hỏi câu đầu, dạ, nhưng mà có thêm phần kỹ thuật một chút, dạ, là
Như vậy là chị là khóa đầu tiên. Dạ. Rồi đến năm 1961 là chị mãn khóa. Dạ, 1961. Thì như vậy là chị vào trường là năm 1957 phải không? Dạ. Vâng. Thì từ 57 đến 61 thì thưa chị có thể cho biết là cái khóa trình học đó nó gồm có những cái phần huấn luyện như thế nào về quá trình người ta nói trường cao đẳng mỹ thuật, chứ thật ra cũng không hình dung ở trong đó lại dạy như thế nào để trở thành một người nghệ sĩ. Dạ vâng, thưa mời chị. Dạ thưa anh, cái năm đầu tiên thì rất nhiều sinh viên được vào học, gọi là cái năm dự bị rất nhiều. Nhưng mà trong một năm học hành được luyện tập và đào tạo tất cả những cái kỹ thuật, tất cả những cái cách thức để mà vẽ, cái basic là cái căn bản để vẽ, và những cái bài vở đó thì suốt cả một năm học hành là, và sau cùng thì có một cái cuộc thi. Sau một năm thì có một cái cuộc tuyển lựa và cái cuộc tuyển lựa nó rất là khó khăn, và khi vô học cái lớp dự bị thì gần 40 người hay hoặc trên nữa. Nhưng mà khi vào được cái năm thứ nhất thì chỉ có mười mấy người thôi. Và rồi sau năm mà tốt nghiệp chắc không ít đâu. Và sau mỗi năm học thì đều bớt cái sĩ số đi. Một phần là vì mẹ anh em có thể ra làm ngành khác, một phần nữa là không được lên lớp. Và khi ra trường thì vào khoảng độ 9 người thôi. Thưa chị, tôi thấy là quá tính như vậy là trở thành một ông họa sĩ khó thật, một bà họa sĩ khó thật. Vì như ông Đinh Cường bảo, cái khóa của ông là hình như có khóa với chị phải. Dạ thưa, sau ba khóa rồi. Ôi trời. Thế mà ông ta bảo rằng cái khóa ông ta là khó nhất, chỉ có 8-9 người thôi. Dạ vâng. Thế bây giờ thì 61 là chị ra trường. Thế bây giờ đến xin hỏi anh Hoàng Vinh, thì ở Huế sau những cái năm đó có rất nhiều biến cố. Biến cố 63, rồi biến cố 66, rồi biến cố 68, biến cố 72. Lại tự nhiên đây là những biến cố về quân sự, về chính trị. Nhưng chắc chắn nó phải ảnh hưởng trên cái học trình, không phải chung của trường cao đẳng, mà nói chung cho tất cả viện đại học, các trường trung học. Mà anh là người vừa là nhà binh mà vừa là nhà nghệ sĩ nữa, thì chắc anh cho chị Thanh Trí đã cho biết về các cái quá trình đào tạo như ngày bình yên của những năm 57-61, thì sau 61 thì đủ chuyện hết. Thế thưa anh có thể cho khán thính giả biết những cái sự thay đổi cơ bản nó tùy ở trong cái qua các biến cố đó hay không? Dạ vâng. Kính thưa anh Phan Nhật Nam, kính thưa quý đài SBTN, kính thưa quý vị khán thính giả của đài SBTN, thật là một vinh hạnh cho tôi hôm nay được anh Phan Nhật Nam đã cho chúng tôi đến đây để cùng thưa chuyện với quý thính khán giả. Kính thưa quý khán giả, thật ra từ năm 1961 đến năm 1975, trong cái giai đoạn đó phải nói là một cái giai đoạn chiến trường rất sôi động. Mà trong đó chúng tôi là những người được vào trong cái thời gian của tuổi gọi là ngồi ghế nhà trường. Thì kính thưa anh, trong đó chiến trường sôi động, nhưng chúng tôi đã học về văn chương và thẩm mỹ, thì trong đó chúng tôi chỉ biết là nhấn mạnh về thẩm mỹ. Nhưng đương nhiên ngoài chiến trường sôi động, ắt hẳn là chúng tôi cũng không mấy mà tận tâm để mà vẽ lên những cái sắc thái riêng của mình trong khi chiến trường sôi động. Nhưng rồi chúng tôi cũng giống như nhà trường cũng đã tổ chức những buổi gọi là đi đến yểm trợ tinh thần cho quý anh chiến sĩ ở tại tuyển tiến. Đó là những điểm mà hậu phương của chúng tôi cũng phải góp phần vào trong cái thời của chiến tranh với những tuổi trẻ như chúng tôi ở trong trường cao đẳng mỹ thuật Huế. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thôi bây giờ phải hỏi về anh và chị Thanh Trí cái điều này. Huế tuy không lớn bằng Sài Gòn, Hà Nội, Huế không có phát triển bằng Đức, Gia Định, nhưng quả tình không phải vì
anh chị là người Huế và tôi người Huế nữa. Rồi mình quá nói quá độ về cái vùng đất, nhưng quả tình từ năm 1802 khi vua Gia Long lập nên Thuận Hóa Huế, Huế có một cái sức sống riêng. Thì cái sức sống đó nó thể hiện qua rất nhiều lĩnh vực, mà tôi thấy nó thể hiện lớn nhất ở trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Thì tôi tin chắc rằng cái trường Mỹ Thuật Huế cũng mang cái thần đó. Thì thưa chị Thanh Trí hoặc là anh có thể cho chúng tôi khán thính giả biết cái thần của trường Cao đẳng Mỹ Thuật Huế hay không, chị hay là anh Hoàng Vinh? Chị nói đi. Theo như Thanh Trí từ nói lấy cái ý của mình á, thì Thanh Trí thấy rằng là Thanh Trí bị ảnh hưởng cái nơi mà mình được sinh ra rất nhiều, ảnh hưởng trong cái đất nước, trong cái cảnh thiên nhiên có cây hoa lá sông núi rất là diễm lệ, có cũng là một cái để ảnh hưởng đến cái tình yêu ở nơi trong lòng Thanh Trí ra một cái yêu về quê hương rất nhiều. Không những thế, những cái tất cả những ở Huế nó có một cái gì đó mà mình cảm rất là thấy rất là thơ, rất mộng. Và cái gì khi mà Thanh Trí vào trường học rồi, Thanh Trí hiểu qua về cái nghệ thuật, hiểu qua về cái hay của cái nghệ thuật, và cảm thấy mình có một cái dòng máu nghệ thuật và mình dễ cảm nhận cái điều đó lắm. Và từ đó thì Thanh Trí thấy rằng là ngay trong cái nghệ thuật của mình nó bị ảnh hưởng bởi cái đất nước mà mình sinh ra, cái nơi mà mình sinh ra là có cả nghệ, có cả màu sắc, có cả âm thanh, có cả thơ, có cả nhạc, có cả họa. Dạ vâng. Thưa chị, thưa quả tình không cần nghe tiếng nói của chị, nhìn cái hình ảnh cũng biết đây là một người Huế vẽ. Thành thử chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện đầy cảm xúc và cảm động này. Cảm xúc từ xứ Huế nảy sinh ra trong những đường nét của hội họa, mà điển hình qua những nét vẽ của nữ họa sĩ Thanh Trí. Và quý vị cũng hẳn đồng ý với chúng tôi là những cái bức họa đằng sau, chúng tôi chưa dám nói đây là đại danh tác, nhưng rõ ràng đây là những con người có những cảm xúc lớn về cái vùng đất, về cái đời sống của mình. Thì thưa anh Hoàng Vinh, chúng tôi lại xin trở lại câu hỏi đã hỏi với chị Thanh Trí. Đất Huế, xứ Huế có một cái sức sống về văn hóa và nghệ thuật riêng biệt, chắc chắn cũng tác động ở trong những cái họa phẩm của anh, có phải không? Dạ vâng. Kính thưa anh Phan Nhật Nam, kính thưa quý đại, thật tình là như thế đó. Từ vì Huế là một nơi đất thần kinh, và có thể nói rằng một nơi có nhiều thắng cảnh rất hữu tình, và đã gợi lên cho những nhà văn, thi sĩ, nghệ sĩ qua bao nhiêu năm tháng dài thật hữu tình. Vì vậy mà anh em của chúng tôi đã được vào trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Thì trong thời gian đó chúng tôi cũng đã được mang nhiều sắc thái về văn thơ ở trong tâm tư của mỗi một họa sĩ chúng tôi. Vì vậy mà có thể nói rằng rất đa số anh em đã sáng tác những dòng thơ, những dòng văn không riêng chỉ cho hội họa. Còn nói đến về nghệ thuật hội họa thì trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế cũng là một nơi mà để đào tạo cho những giới họa sĩ chúng tôi đã làm thế nào để nói lên được những đặc tính, có thể nói rằng đó là một điểm rất đặc biệt của mỗi một cá tính, của mỗi một tác phẩm. Đến cho đến 75 thì từ có thể nói riêng cho cái miền Nam Việt Nam thì phần hội họa đã tiến triển một cách rất vội vàng và nhanh chóng, và có thể nói rằng gợi nhờ những cái tác phẩm của những họa sĩ đã vẽ lên và được kêu gọi những cái sự hưởng ứng cũng như sự thưởng ngoạn của thính khán giả đã rất đam chiêu và thích thú, và có thể nói rằng giống như là một cái phong trào nghệ thuật đã đang bành trướng mạnh ở trong thời kỳ
từ năm 1960 đến năm 1975. Dạ vâng, theo quả tình 15 năm trong một cái quá khứ dài thì không bao nhiêu, nhưng quả tình họa sĩ Việt Nam, họa sĩ miền Nam, ở trong đó có những họa sĩ xuất thân từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế đã tạo nên một sức sống cho hội họa. Hiện tại 32 năm sau ngày mất Việt Nam, chúng ta đang tiếp tục phát triển và phát triển với những cái bức tranh mà chúng ta đang có trình bày ở đây. Thật là đáng tự hào, vì nếu chúng ta biết được rằng là phải vài trăm năm người Tây Ban Nha mới có một Pablo Picasso, mới có Salvador Dali, vài trăm năm người Pháp mới có ông Matisse, ông Bernard Buffet, vân vân, Renoir. Thế trong khi đó chúng ta chỉ có 15 năm và chúng ta đã có một đội ngũ hội họa. Và tôi cũng hay nói đùa với các ông bạn họa sĩ rằng tôi chọn nghề viết văn rất hợp lý, vì tôi vẽ không thể nào đẹp bằng các ông được. Vâng, thôi bây giờ trở lại với chị Thanh Tý. Thưa chị, thì số đông mà các họa sĩ xuất thân ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế cũng như ở Sài Gòn, nhất là ở Huế, thường thường được bổ nhiệm đi dạy. Thì theo như chị nghĩ, cái nghề đi dạy như vậy nó có ảnh hưởng đến cái sức sáng tác của chị hay không? Hay là nó là phát triển thêm ở một cái khía cạnh khác? À, xin mời chị là vừa họa sĩ mà vừa nhà giáo về ngành họa nữa. Thế là xin chị trả lời cho chuyện này. Dạ, thưa anh Phan Nhật Nam, theo cái thiện ý của Thanh Trí đó, thì cái ngành nghề nào nó cũng ảnh hưởng đến cái sáng tác của một người nghệ sĩ hết. Không những ngành nghề mà trong cả cái môi trường sống của mình cũng vậy, nó ảnh hưởng đến cái sáng tác và sáng tạo của mình lắm. Nhưng mà chỉ có một cái làm bất tiện thôi, đó là cái thời gian. Khi mà mình đi dạy thì cái thời gian nó chiếm nhiều quá, không có đủ thời gian để ngồi trước giả vẽ. Nhưng mà trong tâm hồn thì nó có được cái phần khác, đó là mình tích trữ được những cái tình cảm, những cái hình ảnh rất đẹp mà rất sống động trước mắt mình, qua từng ngày, qua từng giờ, và ngay cả những bài mà mình dạy cho học sinh cũng là cái lúc mà chính mình phải học lại những cái điều mà mình đã học qua. Và vì vậy cho xin chị cho xin nhìn một cái tấm hình điển hình của cái kết quả của cái vừa dạy mà vừa vẽ. Dạ đây, cái bức hình đẹp đến như thế. Dạ đây là cái ảnh hưởng của những ngày tháng sống với học trò. Và khi mà mình sống với học trò thì cái đời sống của học trò làm cho người nghệ sĩ nhớ lại cái tuổi trẻ của mình. Dạ. Và mình cảm thấy rằng mình cũng trẻ như học trò. Dạ, và những cái cảm nhận của học trò chính là cảm nhận của mình. Mà không một cái cảm nhận nào đẹp bằng cái tuổi trẻ hết. Dạ, và nó trong bóng và nó tuyệt vời, trong sáng. Và ngay cả cái màu sắc của cái tuổi trẻ cũng làm cho ảnh hưởng đến cái nét vẽ, đường nét của đời sống trẻ trung, cũng làm ảnh hưởng đến cái người nghệ sĩ trong cái đèn nét màu sắc khi sáng tác một bức tranh. Dạ. Cảm ơn chị vô cùng với tất cả những tiếng lời rất là chân thành và đầy cảm xúc này. Thế bây giờ câu hỏi chót để với anh Hoàng Vinh. Thế bây giờ chúng ta đi ra khỏi nước năm 75, về qua hải ngoại, số lượng người thượng ngoại như người đọc sách nó cứ rút xuống. Thế bây giờ đứng trước một tình hình thực tế như vậy, anh có bị ảnh hưởng trong sáng tác, vì anh còn làm thơ nữa, và hình như chị Thanh Trí cũng làm thơ. Thành thực bây giờ chúng ta cái người thượng ngoại càng ngày càng hạn chế, thì chúng ta có bị hạn chế không anh? Thì đây là câu hỏi cuối cùng. Anh cho chúng tôi luôn một cái hy vọng, vì tôi là cái người cũng rất sợ hãi về cái chuyện viết ra ngoài đọc. Dạ vâng. Kính thưa anh Phan Nhật Nam, kính thưa quý vị khán giả của đài SPDN, thật là một cái vấn đề chúng tôi cũng như tất cả quý vị, trong một năm 1975 thì chúng ta đã bỏ nước ra đi, đã có thể nói rằng lang thang trên đất hải ngoại. Nhưng thưa quý vị, tuy rằng sống trên đất hải ngoại, đương nhiên là chúng ta là người có thể sống ở xứ người, thì lúc bắt đầu chắc chắn không ai tránh khỏi cái vấn đề bỡ ngỡ, cũng như vấn đề nghệ thuật cũng phải có phần chìm lắng vì sự sống hàng ngày.
Nhưng không riêng chỉ cái vấn đề đó mà chúng ta quên hẳn nghệ thuật hay sao? Nhưng có thể cũng nhờ những cái điểm đó mà ngược lại, nếu là một ai có tâm hồn thì chắc chắn những có những tác phẩm rất độc đáo. Phải nói như vậy, không phải riêng điện chất khi là những chúng ta đang vất vả mà chúng ta lại bị gọi là chậm tiến ở trong vấn đề hội họa. Vì nghệ thuật sáng tạo nó phát xuất từ tâm, thì từ tâm đó những cái khi chúng ta gặp phải những sự sống động gọi là có thể xôn xao thì cũng có được những cái tác phẩm làm cho chúng ta đã rung động cái tâm hồn để nói lên những cái điểm chính của tác phẩm. Mà vâng, cũng có thể những tác phẩm đó rất giá trị. Vâng, cảm ơn anh. Anh đã cho chúng tôi, những người viết lách, thêm một cái sự hứng khởi. Và cảm ơn anh, cảm ơn chị Thanh Trí đã cho khán thính giả SPTN những cái cảm xúc và những lời phát biểu rất chân thành của những người làm hội họa, làm nghệ thuật nơi xứ người, mang nguyên cái tính chất của người nghệ sĩ Việt Nam mà xuất thân từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Cảm ơn chị Thanh Trí, cảm ơn anh Hoàng Vinh. Dạ, thưa cho Thanh Trí, cảm ơn đài SPTN đã dành cho Thanh Trí và Hoàng Vinh một thời gian để nói lên, nhất là nói về trường của Thanh Trí, một cái trường mà Thanh Trí rất là yêu quý. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ. Chúng tôi Hoàng Vinh xin kính chào quý vị khán giả của đài SPTN. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại phòng sinh hoạt Việt Báo để tường trình đến cho quý vị buổi triển lãm kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh khai mạc sau đây. Kính mời quý vị khán giả. Xin gửi đến quý quan khách và các bạn lời chào mừng nhiệt liệt. Bên cạnh sự có mặt đông đủ của hơn 30 họa sĩ, cựu sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế thuộc nhiều thế hệ, còn có sự tham dự đặc biệt của Janet Nguyễn, giám sát viên Orange County, bà Marcia Rice, thị trưởng thành phố Westminster, nghị viên Andy Watt, nghị viên Tạ Đức Trí thuộc thành phố Westminster, ông William Bill Denton, thị trưởng thành phố Garden Grove, ông bà giáo sư Lê Văn, Viện Đại học Huế, ông bà bác sĩ Võ Văn Tùng, hội trưởng Hội Thừa Thiên Huế, ông Thái Anh Duy, hội trưởng Hội Văn Bút Hải Ngoại, tiến sĩ giáo sư Lê Hồng, giáo sư Ngô Bảo, nhà văn Duy Lam, thi sĩ Huy Trâm và gần 200 quan khách thân hữu đồng hương Huế đã đến chung vui trong buổi triển lãm hội ngộ đầy ý nghĩa này. Họa sĩ Thanh Trí, đại diện ban tổ chức, đã đọc diễn văn khai mạc buổi triển lãm và ngỏ lời cảm ơn đến quý vị quan khách cùng quý đồng hương thân hữu. Sau đó, tiếp lời phát biểu của giáo sư Lê Văn, các họa sĩ Hoàng Vinh, Thanh Trí đã lần lượt giới thiệu rất chi tiết và xúc tích về lịch sử và thành quả của trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế từ ngày thành lập vào năm 1957 suốt theo từng chặng đường thăng trầm bôn ba của đất nước. Trong buổi lễ, họa sĩ Thanh Trí cũng đã thay mặt cho tất cả các cựu sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế kính cẩn dâng lời tri ân chân thành đến quý vị giáo sư đã quá cố như thầy Linh Mục Cao Văn Luận, thầy Tôn Thất Đào, thầy Trương Đình Ý, thầy Lê Yên, thầy Thiềm Quốc Hùng, thầy Mai Lan Phương, thầy Phan Xuân Sanh. Bây giờ thì tôi xin mời đại diện của nhóm cựu sinh viên Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý khách đã đến tham dự hôm nay. Xin mời cô Thanh Trí. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ quý báu đến dự buổi lễ 50 năm thành lập trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Kính thưa quý vị quan khách, hôm nay chúng tôi hân hạnh được đón tiếp ông bà giáo sư Lê Văn, khoa trưởng Đại học Sư phạm Huế. Ông hội trưởng, quý vị và các hội đoàn thân được Huế Thừa Thiên, thưa anh Tổng, thưa bác sĩ Võ Văn Tùng, kính thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị
trong không cảnh nghệ thuật ca nhạc của buổi lễ nhớ trường xưa nhớ ơn thầy cụ được tổ chức nơi xứ người. Nhóm chúng tôi không đông, sự hiện diện của quý vị là một điểm trợ tinh thần lớn lao cho anh em chúng tôi. Chúng tôi thật vô cùng cảm động. Anh chị em trong nhóm chúng tôi xin ghi nhớ tình cảm vì hoàng này 50 năm mới có một lần, 50 năm mới có một buổi hành ngộ. Thật là một điều những quý ngoài tình và mô, chúng tôi còn nhận được bao nhiêu tình cảm, tình dành cho người nghệ sĩ đầy ấp cả tình quê hương, việc thầy trò. Thật là một buổi hành ngộ đến có của nhóm chúng tôi. Kính thưa quý vị, mặc dù hoàn cảnh đất nước đã biến đổi sao dời, đa số anh chị em trong nhóm chúng tôi đã nhận quê hương người làm quê hương thứ hai của mình, nhưng không bao giờ quên được cái góc trời nghệ thuật đầu đời bên bờ biển từ năm 1957 đến năm 1961, hay trong Hà Nội từ năm 1961 đến năm 1975, nơi mà hai ngôi trường kỹ thuật tòa lạc, nơi mà anh em chúng tôi đều có mặt tại đây đã được học. Tính đến nay đã 50 năm trôi qua. Và sau đây tôi xin có đôi lời gửi đến kính thưa thầy cô Lê Văn, sự hiện diện của thầy cô không những là một niềm hạnh diện mà còn là một sự kích lệ lớn lao cho tinh thần tôn sư trọng đạo của nhóm cựu sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, mà trường này là có một gia trực thuộc Đại học Huế. Chúng em xin thành thật cảm ơn thầy cô giáo sư Lê Văn, hai vị giáo sư khả kính của Viện Đại học Huế. Chúng tôi xin cảm ơn ông Nghị ở thành phố Westminster và Đức Trí. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông bà kỹ sư Ngô Khung Chính, cảm ơn ông bà Võ Văn Tùng, hai nhà hảo tâm đã tặng cho chúng tôi một ngân phiếu để trả tiền thuê phòng triển lãm hôm nay. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông bà Trần Gia Từ, nhà ca, chủ nhiệm Nhật báo, cùng các nhân viên của tòa soạn đã dành mọi ưu tiên cho nhóm chúng tôi. Trước khi hết lời, tôi xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả quý vị, và tôi cũng xin quý vị bỏ cho qua những cái thiếu sót của buổi hôm nay. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa anh chị em, giáo sinh trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, hôm nay là hân hạnh tôi mới đến gặp được quý vị đây, và cũng là lần đầu tiên trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế tổ chức một buổi họp 50 năm quá đông đủ như thế này. Tôi không có gì hơn là chúc cho buổi triển lãm được thành công mỹ mãn, và có lẽ thỉnh thoảng chúng ta phải tổ chức những trường hợp này để có thể gặp gỡ nhau. Xin cảm ơn quý vị. Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế đã được thành lập từ năm 1987, bên bờ Vĩnh Cửu Huế. 3 năm đầu, trường thuộc Viện Đại học Huế, viện trưởng là Linh Mục Cao Văn Luận. Và quý vị giám đốc của trường, giám đốc họa sĩ Tôn Thất Tạo, tốt nghiệp từ trường Mỹ thuật Quốc gia Đông Dương Hà Nội. Phó giám đốc họa sĩ Lê Yên, tốt nghiệp từ trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội. Giám thị Trần Vân Trinh. Quý vị giáo sư giảng dạy, họa sĩ Tôn Thất Tạo, họa sĩ Lê Yên, điêu khắc gia Trương Đình Ý, tốt nghiệp từ trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội. Họa sĩ Phan Xuân Sánh, tốt nghiệp từ trường Mỹ thuật Pháp. Họa sĩ Thiềm Vũ Quảng, xuất thân từ trường Mỹ thuật Bắc Kinh. Họa sĩ Phạm Đức Trí, xuất thân từ trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội. Giáo sư Văn Chương, Lê Hùng Mục, và các vị kiến trúc sư, giáo sư, bác sĩ giảng dạy các môn văn chương, lịch sử mỹ thuật Tây Phương, lịch sử mỹ thuật Đông Phương, học mỹ học, hạ cổ học, Anh văn, Pháp văn, trang trí, kiến trúc, tiếp cận, nhân hình học, vân vân. Sau 3 năm, trường thuộc nhà mỹ thuật
phụ quốc và dân tặng cho nước Cộng hòa, cùng những trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật Sài Gòn. Cuối năm 1961, trường được chuyển vào nội, tức là Đại nội Huế. Năm 1961 đến năm 1963, giám đốc họa sĩ Mai Lâm Phương tốt nghiệp từ trường mỹ thuật Paris. Sau năm 1963, họa sĩ Mai Lâm Phương trở về Sài Gòn. Họa sĩ Tôn Thất Đào trở lại chức vụ giám đốc. Vào năm 1963 đến năm 1967, giám đốc là họa sĩ Lê Yên. 1967 đến năm 1975, giám đốc họa sĩ Bình Phối, tốt nghiệp khoa một trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật Sài Gòn năm 1958, và được du học năm 1961 đến năm 1966, du học tại La Mã. Cũng trong buổi lễ, giám sát viên Janet Nguyễn đã trân trọng trao tặng bằng khen và ngỏ lời vinh danh đến các họa sĩ, cựu sinh viên của trường cao đẳng mỹ thuật Huế đã đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa Việt Nam hải ngoại. Janet Nguyễn xin kính chào quý vị. Rất là hân hạnh cho Janet tới đây, là tại vì cháu biết đó là cái trường của trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật Huế là một cái very prominent và very prestigious. Thay mặt cho hội đồng giám sát viên của quận Cam, in acknowledgement of your invaluable contribution to the art, culture and education of our beloved country Vietnam. Và cháu cảm ơn cô và hết quý vị ở đây. Bà thị trưởng Marjorie Rice và nghị viên Andy Quách cũng đã ngỏ lời chào mừng đến các họa sĩ và chúc cho buổi triển lãm được thành công tốt đẹp. Tất cả các họa sĩ có mặt đã lên sân khấu để chụp hình lưu niệm với các quan khách và thân hữu. The council, I want to thank you for these beautiful paintings. I'm just amazed at the talent. It's just wonderful. You know, we have built a new theater in the city of Westminster, right across from the police station. I would love to display these paintings there. This would be a great honor for our city. I need to talk with, I would love to talk with them. It will be free. We will display these so the public all over the city can see these, this great talent that you have. So please talk with me and with Councilman Quark so that we can get this set up and let the people see the great talent you have. Thank you. Tất cả và xin cảm ơn ban tổ chức đã cho phép anh đi có mặt ở đây ngày hôm nay, cũng như là thị trưởng Marjorie Rice nói, ở thành phố Westminster đã xây một cái rạp rất là lớn, chứa được khoảng chừng 450 người, và trong cái rạp đó đã có một cái phòng cũng rất là to để có thể được triển lãm những mấy cái bản vẽ như vậy. Andy Quách xin mời tất cả quý vị và cũng như là cô Nhã Ca, nếu mà dịp tới có những cái art show như vậy thì xin gọi thành phố Westminster, chúng tôi sẽ sẵn sàng và cho mượn cái Grove Center để triển lãm một cái art show. Chúng tôi xin giới thiệu các cựu sinh viên của trường cao đẳng mỹ thuật Huế có mặt hôm nay. Anh Hồ Thành Đức, anh Dương Phước Tấn, anh Võ Dương Ngọc Xuân, anh Nguyễn Đình Thường, anh Võ Văn Thọ, Đoàn Thị Hòa, Nguyễn Văn Hoa, Liên Tâm, chị Quỳnh Chi, Chu Vô Nguyễn. Phan Chánh Khánh, anh Hoàng Vinh, và cuối cùng là tôi, Nguyễn Tuấn Khanh, biệt hiệu là họa sĩ Hương. I want to thank you for inviting me here to this wonderful event. As I look around, I see there's so much talent in this room, and I have so little. If I tried to paint some of these beautiful paintings, I'm sure they'd look like little stick men. But I'm honored to be here.
I'm honored to be among some of the most talented people. By looking at these paintings, it's very obvious. Thank you so much for having me, and thank you for sharing so many wonderful things with all of the community. God bless you. Thank you. Thêm một điều đáng chú ý trong buổi lễ khai mạc này là bàn tiệc tiếp tân của phòng triển lãm hội ngộ hôm nay có giá trị như một cuộc triển lãm nữ công gia chánh thu nhỏ của các họa sĩ nữ người Huế vốn khéo tài và giàu chất nghệ thuật. Từ quả dưa hấu thật to được họa sĩ Tôn Nữ Cẩm Quỳ khắc chạm tỉ mỉ công phu để trở thành một con thiên nga thật đẹp, đến các khay bánh thạch trang trí nhiều hình dạng màu sắc đẹp mắt với chủ đề lưu luyến hội ngộ, và các món chả tôm do thủ truyền thống được sắp xếp khéo léo thành hình cây đàn guitar dòng suối thực hiện bởi họa sĩ Võ Thị Hồng Diệp đã được khách thưởng lãm trầm trồ thán phục. Các bức tranh góp mặt triển lãm kỳ này của các họa sĩ Thanh Trí, Nguyên Khai, Đinh Cường, Nguyễn Nhớ, Nguyễn Đình Thuần, Dương Ngọc Sâm, Hoàng Vinh, Rừng, Hugo Nguyễn, Phan Chánh Khánh, Công Tằng Tôn Nữ Liên Tâm, Phan Đơn, Lâm Triết, Đàm Quốc Cường, Hồ Thành Đức, Dương Phước Tấn, Hồng Diệp và Vĩnh Phối được đánh giá rất cao. Chúng tôi xin chúc mừng Hội Mỹ Thuật Huế có một buổi tổ chức rất là thành công. Hôm nay rất có nhiều người đông đảo đến tham dự buổi tổ chức 50 năm Mỹ Thuật Huế. Có rất nhiều người họa sĩ và tranh được trưng bày rất là đẹp, có nhiều nghệ thuật, và chúng tôi rất là hãnh diện là có những người họa sĩ mà đã có tỏ ra những cái văn hóa và truyền thống của cao quý của người Việt Nam trong những cái bức tranh, và tôi mong rằng những cái bức tranh này sẽ được triển lãm khắp nơi ở Hoa Kỳ để cho mọi người Việt Nam và những người sắc tộc khác có thể thưởng thức được nghệ thuật và văn hóa của Việt Nam. Tùy theo cái cảm hứng và tùy theo cái sự nhận xét, mỗi một họa sĩ của chúng tôi phải có cái chiều hướng làm thế nào để nhận dạng giữa cảnh hiện tại trong tư tưởng của mình, để rồi lên những cái tác phẩm cảm thấy thích thú, thì đó mới là giá trị của tôi. Có tham dự hai bức tranh, một bức tựa đề là Hương Xưa và một bức là Một Thời Hoang Vắng. Để tôi đặt tên hai bức tranh như vậy là để nhớ lại những cái kỷ niệm và những tháng ngày mà ở Huế là những tháng ngày rất là đẹp và rất là thơ mộng. Và tôi cũng thích dùng một cái màu xanh rất là đẹp, là vì Huế là xanh phải không ạ? Vâng, những cái kỷ niệm thì thưa đài là nó nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nói sơ. Khi mà cái thời kỳ chúng tôi học là hân hạnh được là cái Viện Đại học Huế mới mở, thì cái trường cao đẳng mỹ thuật đầu tiên nằm bên bờ sông Bến Ngự đó, lên cái lầu viện đề đó, anh em chúng tôi khoảng 30 người sinh viên, những người yêu nghệ thuật mà đến đó học rất là vui. Thời kỳ trong trắng và thời kỳ mái tóc còn xanh, thời kỳ chúng tôi tuổi còn xanh, rồi sau đó chúng tôi cũng phải rời giá vẻ để xa cái mái trường thân yêu để ra sống ngoài xã hội. Thành cho nên rằng là nói về kỷ niệm của trường thì nó bao la, và nơi đó là chúng tôi, cái thời kỳ mà năm 1957 là cái thời kỳ chúng tôi 18, 19 tuổi thôi. Thành ra chúng tôi sống có nhiều kỷ niệm, nhưng mà cái đặc biệt là trường đó đã đào tạo được nhiều danh tài về hội họa, thưa đài như vậy đó. Theo sử liệu, cho tới năm 1957, Huế mới xây dựng được Viện Đại học và liên tục mở mang nhiều trường, nhiều phân khoa thuộc Viện Đại học, trong đó có trường cao đẳng mỹ thuật. Từ năm 1957 đến năm 1975, trải qua 18 năm, trường đã đào tạo được 14 khóa. Trong suốt thời gian này, trường đã đào tạo được một số họa sĩ có năng khiếu nghệ thuật cá biệt, đã sáng tác những tác phẩm đầy màu sắc sáng tạo cho đời và đã đóng góp rất nhiều cho nền nghệ thuật nước nhà. Trường còn đào tạo biết bao nhiêu giáo sư hội họa của các trường trung học khắp các tỉnh miền Trung. Những vị này cũng đã mang màu sắc, đường nét của hội họa, gieo mầm nghệ thuật và lòng con em thế hệ mai sau. Ngoài ra, trường còn đào tạo rất nhiều chuyên gia khéo tay trong các ngành nghề khác, trong các nha mỹ thuật, trong các công sở học liệu, các tư sở công nghệ, sơn mài, đồ gốm. Quý vị này cũng đã sáng tạo nhiều phẩm vật hữu dụng có giá trị nghệ thuật cao cho quê nhà, kể cả trong các ngành của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở các quân binh chủng.
trong ngành chiến tranh chính trị cũng không thiếu sự đóng góp tài sức của các anh em xuất thân từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Trường Cao đẳng Mỹ thuật đúng là chiếc nôi nghệ thuật của miền Trung, đã đào tạo nhiều người hữu ích cho tài nguyên quốc gia trên... sợi tình níu kéo yêu đương, một người tình tựa như khói sương, để riêng ai thênh thang đợi chờ, để riêng ai trong mong từng giờ, cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ, bởi cơn mơ nào đâu hững hờ. Ai nỡ mang đi tình yêu đắm lối xưa tình phai.
nghe cung đàn dạo tịch tinh tăng như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng từ một chiều vương viêu miên man lời đàn buồn tìm câu thơ than khỏi riêng ai không sao tỏ bày thả tương tư theo ai miệt mài để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai phù dòng rêu sầu quên kiếp dài. Những cái bức tranh của ông hình như là cái màu xanh là cái màu chủ yếu phải không ạ? Dạ vâng, với những cái màu nhẹ nhàng và hơi xanh nhạt, có thể nói rằng những cái màu sâu thẳm thẳm đã nói lên được một cái màu sắc rất sâu xa và thâm thẳm. Có thể nói rằng nếu chúng ta càng nhìn sâu chừng nào thì càng thấy được những cái điều mà gọi là mơ mộng huyền ảo với những ánh trăng xuyên qua trong lúc màn đêm, thì lại được gặp những khe đá đang bị sơ hở thì mầm non của nhành hoa đang vươn lên từ điểm đó, trong lúc chung quanh là có thể nói là những quả chết, tức là vươn lên trong quả chết. Tại sao là quê ngoại mà không là quê nội hay là quê hương, quê mẹ vậy? Nếu mà tôi để quê mẹ thì tôi cảm nhận rằng nó bị hơi hạn chế của tôi và có thể của một quốc gia. Mà đây có thể quê ngoại, từ việc quê ngoại là nơi sinh trưởng, mà quê nội có nghĩa là chỗ ngỡ như lạc loài. Ai xa ai lối xưa tình phai nghe cung đàn dạo tịch tinh tăng như rụng rơi bao nỗi bè bàng từ một chiều vương viêu miên man lời đàn buồn tìm câu thơ than khỏi riêng ai không sao tỏ bày thả tương tư theo ai miệt mài để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai phù dòng wonderful things with all of the community. God bless you. Thank you. Thank you so much.
xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi. Dù mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng, bàn tay em nắm ngón anh dù ngàn năm, giận hờn sẽ quên dáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm. Dù mãi ngàn năm vừa má em hồng, bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son, vào trời lãng quên tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm. Còn lời ru mãi vang vọng một trời, mùa xanh lá vội ru em miệt mài. Còn lời ru mãi, còn lời ru này, ngàn năm ru hoài, ngàn đời du ai. Con cá
dân chưa từng